Xin chào các bạn. Hôm nay Trang sẽ không swatch và review son như thường lệ nữa, mà hôm nay mình sẽ review về một sản phẩm khác. Một sản phẩm cũng khá là quan trọng với giới làm đẹp, với chị em phụ nữ chúng mình. Đấy chính là phấn. Trên tay mình hiện giờ là 3 sản phẩm phấn đến từ đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, lần lượt là các hãng khá nổi tiếng như Innisfree, Mamonde và Holika. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng các sản phẩm phấn đến từ Hàn Quốc, vì từ trước đến giờ mình hay sử dụng foundation và BB cream ở bên này nhiều hơn. Mặc dù Charlie Cushion đã ra mắt từ khá lâu rồi, cụ thể hình như là 5 năm thì phải, từ Hàn Quốc, nhưng mà sản phẩm cushion mình dùng đầu tiên lại là từ Lancôme, một hãng Pháp chứ không phải là Hàn Quốc. Vậy nên là mình đang rất háo hức để xem chất lượng của ba em này có được như quảng cáo hay không. Đầu tiên là bạn Innisfree Ample Intense Cushion. Bạn này có chỉ số chống nắng SPF 34 với 2 dấu cộng. Đây là phiên bản limited năm 2015, thế nên là hoa lá cỏ mùa xuân tưng bừng luôn. Mình cũng chọn tông sáng nhất, đấy là tông 13. Em này thì mình đặt từ một website Hàn Quốc bán toàn cầu, là bán cho tất cả các nước không phải Hàn Quốc. Thế nên nếu bạn là du học sinh hoặc là bạn đang sinh sống ở nước ngoài mà muốn mua các sản phẩm Hàn Quốc thì mình sẽ để link ở phần description bên dưới, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Tiếp theo là Mamonde Jelly Pack, thảo kem dạng thạch. Được quảng cáo là phấn phủ nhưng mà có khả năng là phấn nền luôn. Bạn này có chỉ số chống nắng SPF 35 với 2 dấu cộng. Mình cũng chọn tông sáng nhất là tông 21. Bạn này có thiết kế vỏ màu hồng rất là đáng yêu, nhã nhặn. Và cuối cùng là Water Drop CC Pack của Holika. Ban đầu mình cứ tưởng bạn này cũng là cushion cơ, nhưng mà khi mở ra mới biết thì ở nhà mọi người có gọi là phấn tươi, nhưng mà mình cũng không rõ phấn tươi là gì cả. Chỉ biết là khi mở ra thì thấy kem kiểu dạng mềm mềm. Bạn này thì có thiết kế vỏ xanh như đúng kiểu giọt nước, rất là mắt mắt. Nhìn bắt mắt nữa, trên này cũng có hình giọt nước. Hai bạn này thì mình có một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đặt hộ và gửi sang tận bên này cho mình. Bạn ấy cũng đang đặt một số sản phẩm Hàn Quốc, nên là mình cũng sẽ để link ở phần description luôn. Để review chi tiết nhất về ba sản phẩm này thì mình đã dành ra 3 ngày riêng biệt, từ sáng cho đến tối, trung bình khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ, để xem độ che phủ của phấn này hay là khả năng bám, cũng như là nó có bị trôi đi nhanh không nếu mà tiết mồ hôi ra. Thì mời các bạn cùng theo dõi. Cái tội mắt cận nên chỉnh góc máy mất cả một đoạn trán rồi. Ôi dồi ôi. Bắt đầu với bước kem lót vô cùng quan trọng để bảo vệ da cũng như giúp lớp phấn bền hơn này. Bây giờ là 2 giờ chiều và Trang bắt đầu test em Innisfree này đây. Trời đất xui khiến thế nào mà lại có 3 cái mụn đáng ghét góc trái môi. Thôi thì coi như đây là cơ hội tốt để test độ che phủ của phấn vậy. sao nó mát mát thế nhở? Lại có mùi trà xanh nhẹ nhẹ rất dễ chịu nữa. Theo như quảng cáo từ hãng thì bạn Innisfree này có khả năng giữ ẩm cho làn da trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ lận. Nhưng tất nhiên là mình không thể và cũng không hề muốn để lớp make up trên mặt lâu như vậy đâu. Lớp phấn nước thẩm thấu khá nhanh và nhẹ. Chính vì hãng cũng đã giới thiệu rằng bạn cushion này có khả năng trồng nhiều lớp lên để tăng khả năng che phủ, nên mình cũng sẽ thử luôn xem có đúng không. Tiếp tục trông lên nào. Sau khi trồng tiếp các lớp lên, mình thấy lớp kem trên mặt tán rất đều và không hề bị bột đâu. Tuy nhiên độ che phủ chỉ ở mức tương đối thôi, nếu trồng nhiều nữa thì có nguy cơ là trắng bệch mắt. Hoàn chỉnh rồi đây. Xin chào mọi người, mình vừa đi một quãng đường 30 phút để đến khu mua sắm. Hôm nay mình cũng sẽ test luôn phần Innisfree này. Trời đang rất là nóng, mà mình một đoạn đi bộ một đoạn thì đã bị chảy mồ hôi khá nhiều rồi. Không biết là phần nó có bị trôi bớt không, nhưng mà sau khi sử dụng che khuyết điểm thì có thể thấy là cái ba nốt mụn nó bờ mỡ một chút rồi, nhưng mà vẫn, nếu mà nhìn gần này vẫn thấy khá rõ đúng không. Giờ mình sẽ đi chơi một vòng, và bây giờ là 3 giờ 13,
sẽ update lại các bạn để xem chất lượng em này như nào nhá. Bye bye. Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Chính xác hơn thì mình vừa về nhà. Bây giờ là 6 giờ 30 chiều rồi. Đây là khu nhà mình, trời vẫn rất sáng, rất là yên tĩnh và vắng vẻ. Update một chút về cushion nha. Ngoài việc tô lại son cho đậm hơn thì mình không hề dặm lại phấn một chút nào cả, tại vì là mình không mang hộp phấn theo. Thế nên là các bạn cứ 100% tin tưởng nhá, không có ăn gian đây đâu. Bắt đầu quan sát kỹ hơn này. Mình đang quay bằng điện thoại chứ không phải bằng máy ảnh, tại vì máy ảnh to quá không mang đi được. Phần cánh mũi phấn đã trôi đi kha khá vì mình bị chảy mồ hôi rất nhiều ở hai phần này. Cằm hay trán thì không ra mấy, thế nên là thấy có vẻ nó vẫn còn nguyên. Đây, ba cái mụn thì nó vẫn nằm ở đây. Trời ơi, cảm giác rất là khô, không bị dính như bình thường trang dùng lại cushion khác. Tức là bình thường dùng nó bị bóng ở đây, xong về sau nó bắt đầu dính. Cảm giác dính rất là khó chịu, nhưng mà em này nhìn chung thì rất là khô này. Rất là... các bạn thấy sao về lần update thứ hai này? Trang sẽ update tiếp một lần nữa nha, vào buổi tối. Hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ đang là 9 giờ tối. Mình vừa mới ăn xong. Trời đang rất là tối nên giờ mình phải bật đèn trong phòng lên thì mới có thể nhìn thấy được. Vì ăn xong nên là son bị trôi hết ở phần lòng môi rồi. Nhưng mà khả năng bám màu của son này cũng khá tốt đấy chứ. Đây chính là Aritone Color Lasting Tint màu 15. Quay lại chủ đề chính là cushion nhá. Để mình giờ xem nào. Cho đến thời điểm này thì vẫn không cảm thấy nhờn, vẫn rất là dễ chịu, rất là nhẹ. Phần này thì có hơi đổ dầu hơn một chút, và nếu mà quét nhẹ thì có thể thấy lớp dầu trên tay và cũng trôi đi khá khá. Phần cánh mũi bắt đầu trôi rất là nhiều. Có lẽ phần bền màu nhất vẫn là phần trán này và hai phần bên má này. Một chút cầm, cầm cũng ổn. Các bạn thấy sao nhỉ? Mai mình sẽ bắt đầu với loại phần thứ hai là Mamonde Jelly Pack, nếu mình nhớ không nhầm. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Ngày thứ hai bắt đầu. Giờ là 10 giờ sáng và tất nhiên là Trang phải dùng kem lót đầu tiên rồi. Hiện mình đang sử dụng kem lót Smashbox dạng gel trong, thích cực kỳ luôn. Lần nào mà quên không dùng kem lót là thấy ngay sự khác biệt. Theo như thông tin mà hãng cung cấp, Mamonde Jelly Pack này là dạng kem thạch mịn. Kết cấu này giúp bám phấn hơn hẳn và thể hiện tất cả những tính năng vượt trội của phấn phủ như kiểm dầu và xe lỗ chân lông. Chà chà, nghe oách quá nhỉ. Không biết thực tế sẽ chính xác được bao nhiêu phần đây. Vì được cho rằng có khả năng thay thế kem nền nên mình cũng muốn sử dụng trực tiếp luôn để đánh giá chính xác hơn, không dùng kem nền trước nữa. Nếu đúng thật thì quá là tiện lợi vì chúng mình có thể bỏ bớt một bước rồi đấy. Bạn này thoạt đầu nhìn thì tưởng là cushion vì thiết kế miếng mút cũng như phần mở nắp giống y chang luôn. Lớp phấn mỏng và mịn bám vào da tương đối nhanh, có thể chồng tiếp các lớp phấn lên cho độ che phủ tốt hơn. Chào mọi người, bây giờ đã là gần 4 giờ rồi. Hôm nay thì mình không đi đâu cả. Có kẻ mắt, mascara và lông mày đề phòng, nếu mà có đi đâu thì chỉ cần tô son một phát là xong. Mặc dù không ra ngoài trời nắng nóng, nhưng mà hôm nay mình còn nấu ăn và có sự tác động của rất nhiều dầu mỡ lên trên mặt, hơi nóng nữa. Cùng update một chút về phấn nhá. Các bạn có thể thấy ở hai phần này bắt đầu bóng lên này, vì dầu trên khuôn mặt mình bắt đầu tiết ra nhiều hơn. Hai phần cánh mũi lại tiếp tục bị chảy mồ hôi rất là nhiều, thế nên là thấy bắt đầu phấn ở đây bay đi hết rồi. Đấy,
màu xỉn hơn hẳn, tối hơn hẳn là phần có phấn ở xung quanh này. Ba nốt mụn ở đây mặc dù nó xịt hơn hôm qua nhưng mà giờ thì cái phần nó cũng trôi đi kha khá, nên có thể thấy nó hơi hiện ra rõ. Những phần khác không có mụn thì vẫn ok, không sao cả. Một lát nữa mình sẽ chạy xuống đường, chạy vài vòng cho ra mồ hôi để xem nó có khác biệt không. Hiện tại thì thấy vẫn rất là ok, vẫn rất là khô. Mặc dù hai phần này thì là vì bản chất là mình bị ra mồ hôi rất nhiều ở đây rồi, nên là như thế này là còn ít đấy, không bị nhờn lắm, nó chỉ bóng lên thôi, chứ sờ ở đây kì đây thì không hề thấy bị nhờn một chút nào cả. Sẽ update tiếp lần 2 nha, bye bye. Chào mọi người, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, và chính xác thì lớp make up này nó ở yên trên mặt mình từ 10 giờ sáng cho đến tận bây giờ, cũng khá lâu rồi đấy. Chính vì thế nên có lẽ đây cũng là lần update cuối cùng của ngày thứ 2 này. Mình rất là muốn tẩy bỏ cái lớp make up này đi rồi, cảm giác như mụn bắt đầu đùn lên ý. Như các bạn có thể thấy thì phần phấn đã trôi đi tương đối nhiều chỗ cằm cũng như là hai bên cái mũi của mình ở đây. Tại vì là mồ hôi ra rất là nhiều, phần má và trên trán thì vẫn còn tương đối vì không cử động ở đây nhiều lắm. Vì cầm thì tại vì hay chống tay, cũng như là khi ăn uống xong mình lau chỗ ấy trôi đi tương đối. Tuy nhiên có một điểm mình rất thích, đấy chính là khả năng kiềm dầu của bạn này. Giờ không thấy bị dính hay bị nhờn nhiều, đặc biệt là cái vùng này của mình ra cực kỳ nhiều dầu, nhưng mà hôm nay giờ thì không thấy nhờn, thậm chí là còn khô hơn cả Innisfree hôm qua đã review. Thế là khi mà kì vào đây thì thấy phần có trôi ra một chút nhưng mà không thấy nhờn mấy. Nhận xét tổng quan thì mình thấy bạn Mamonde này có thể sẽ phát huy tác dụng hơn nhiều nữa nếu như mà chúng mình sử dụng một lớp foundation, kem nền ổn định chắc chắn kỹ càng ở bên dưới để giúp che phủ hết những cái nốt mụn đáng ghét như thế này. Đặc biệt các bạn da mụn càng lưu ý hơn nhá, tại vì là nếu mà các bạn chỉ sử dụng bạn phấn này thôi thì sau khoảng 4-5 tiếng đồng hồ là lại thấy những cái vết mụn nó hiện lên trở lại rất là rõ đấy. Tuy nhiên nếu mà các bạn kết hợp với một loại foundation BB cream nào đấy ở dưới rồi thì cái lớp phấn phủ này sẽ giúp kiềm dầu và làm cho da căng bóng mịn màng hơn. Sờ rất là sướng, tức là sáng hay sờ, sướng lắm. Các bạn mà da mịn màng sẵn rồi, không có mụn thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn thích hợp. Tại vì các bạn sẽ thấy cảm giác như là mình make up nhưng mà lại giống như là không make up. Tức là sờ da rất là mịn, nhìn rất là tự nhiên, đối phương nhìn không hề thấy da bị cakey, bột bột đâu. Nhìn nó ăn vào da rất là mịn, rất là thích. Để lâu cũng không bị đổ dầu nhiều trên da. Mình khá hài lòng với sản phẩm này. Tuy nhiên nếu mà để sử dụng tiếp theo và lần tới thì mình sẽ cân nhắc xem tình trạng da, nếu như mà không có một chút mụn nào thì mình cũng sẽ sử dụng phấn phủ này không thôi, vì không muốn trồng nhiều lớp lên mùa hè rất là nóng. Tuy nhiên nếu mà da có một vài nốt mụn như thế này thì mình sẽ lưu ý hơn là lần tới mình sẽ sử dụng một lớp kem nền trước rồi mới phủ này lên trên để kiềm dầu, vì rất thích bạn này với khả năng kiềm dầu. Vậy là kết thúc ngày thứ 2 tại đây. Mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai với em Holika Holika đang rất được yêu thích. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Không biết nhân vật thứ 3 này sẽ ra sao nhỉ? Mình đang nóng lòng chờ đợi đây. Vẫn là bước kem lót đầu tiên vô cùng quan trọng. Các bạn tuyệt đối không nên bỏ qua bước này đâu nhé. Nếu chưa có thì hãy sắm cho mình một bạn kem lót ngay tức thì thôi. Giờ thì đến nhân vật chính đây. CC Cream là viết tắt của Color Control hay là Color Correcting Cream, với tác dụng chính là làm đều màu da, phù hợp với da nám hoặc có nhiều mụn đỏ. Sản phẩm này khá là thu hút sự chú ý của mình vì da mình vốn không đều màu, các vùng sáng tối cứ loạn hết cả lên. Chúng mình cùng quan sát sự thay đổi trên da trang nhé. Chỉ với vài lần chấm nhẹ thôi mà đã thấy đều tông hơn rõ rồi đấy. Tuy nhiên mình vẫn muốn thử xem liệu bạn này có khả năng trồng tiếp các lớp không, nên sẽ tiếp tục tép lên mặt một lúc nữa. Hihi. Ưu điểm tiếp theo của CC Cream là khá nhẹ, để một thời gian dài cũng không cảm thấy bí mặt. Cho đến giờ mặc dù đã trồng khá nhiều lớp lên rồi nhưng mình vẫn thấy da rất thoáng như đang được cấp nước vậy. Cảm giác lỗ chân lông không bị bí như dùng kem nền thông thường đâu. Bạn CC Pack này cũng rất thơm nữa, mùi kem thơm mát chứ không bị hắc, cực kỳ đáng yêu.
Bây giờ là 6 giờ chiều, cũng đã được khoảng 7 tiếng đồng hồ kể từ lần make up đầu tiên rồi. Mình có ra một chút mồ hôi, nhưng hôm nay mình không đi đâu cả. Thế nên là mình quyết định đi lòng vòng qua nhà cho nó ra mồ hôi để xem phần nó có trôi hay không. Mình đang... ngoài này hơi bị ẩm, ẩm quá. Mình sẽ zoom kỹ một chút vào mặt để các bạn xem là phần nó có trôi đi hay không nhá. Ở phần cánh mũi có trôi đi bớt một chút này. Ba nốt mụn nó vẫn đây nhưng mà vì là hết sưng rồi nên là cũng đỡ. Nhưng mà mình mới mọc một cái nốt ở bên này, thật là kinh khủng. Đây là khu nhà mình. Đến giờ vẫn cảm thấy rất là dễ chịu. Cái phấn này còn thích hơn cả hai phần hôm trước cơ. Tại vì là mình để 7 tiếng rồi nhưng mà vẫn không cảm thấy nặng mặt một tí nào cả. Đấy, thậm chí là còn rất là thoải mái. Một chút outfit of the day. Xin chào mọi người. Bây giờ là 9 giờ tối rồi. Có lẽ là mình nên tẩy bỏ lớp make up này đi thôi vì cũng khá lâu rồi. Mình chưa ăn tối, thế nên là son cũng chưa trôi đi. Hiện giờ mồ hôi mình đang chảy ra rất là nhiều vì đang rất là nóng. Mà muốn test thử, chỗ ấy bắt đầu cũng trôi đi rồi. Nhưng mà đấy là một việc rất bình thường vì mình suốt ngày chống cằm. Hai bên cánh mũi này thì ít hơn rất là nhiều so với hai phần hôm trước. Là chỉ trôi đi một tí tẹo thôi, cực kỳ đáng nể luôn ấy. Thích nên mình dã man. Ban đầu mình cũng chỉ định là first impression thôi, tức là cái cảm nhận đầu tiên khi mà nhận được sản phẩm. Nhưng mà sau đó thì mình có hỏi các bạn và các bạn nói là nên sử dụng rồi, rồi hãng review thì như thế sẽ chính xác hơn. Và cũng có lẽ vì thế mà video lần này hơi dài một chút. Tuy nhiên mình mong là các bạn thích và chọn được cho mình một loại phấn phù hợp từ video review của mình. Nhìn chung thì mình rất là ưng ba bạn này, nhưng mà ưng nhất thì có lẽ là bạn Holika Holika này. Thứ nhất là vì khả năng che phủ tương đối ok. Thứ hai là cảm giác mát mịn lúc mà mới tán lên da. Thứ ba là khả năng bám màu qua nhiều giờ đồng hồ, tức là phấn không hề bị trôi đi mấy, mà da mặt cảm thấy rất là nhẹ, không hề bị nặng chút nào cả. Hai bạn này thì có lẽ là ngang ngang nhau thôi. Innisfree thì khả năng che phủ nếu mà tốt hơn nữa thì chắc là mình sẽ thích hơn. Còn Mamonde thì như đã nói là lần sau mình sẽ kết hợp với cả một lớp foundation trước thì khả năng che phủ sẽ tốt hơn nữa. Còn nếu da bạn không có mụn thì cứ tự nhiên dùng cái này một mình, cực kỳ thích. Nhớ nha, hãy check link ở phần description nếu bạn cũng muốn sở hữu những sản phẩm dễ thương này. Giờ thì chàng sẽ nói lời tạm biệt đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Bye bye!